Chào bác, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay thì bên em Tùng lại tiếp tục về thêm chân loa các nhá. Đấy thì cũng xin thông báo cho anh em luôn giá ở thời điểm hiện tại. Với những cặp chân loa thì bên em đang có đầy đủ kích thước khác nhau từ 1m3 cho đến 1m6 và có hai loại bên em đang bán cơ bản là loại sắt và loại inox. Các bác đã được nhìn thấy ngay ở trên này và em cũng tiện đây em kê thử một con loa của bên em đây, bát 30, em sử dụng cái chân loa mét 3 sắt đây, các bác nhìn thấy không ạ? Khi chúng ta sử dụng một cái chân loa cho các bác gia đình thì các bác nhìn thấy nó chuyên nghiệp hơn hẳn đúng không ạ? Chúng ta để tiết kiệm diện tích này và để loa nhìn nó đẹp hơn. Đấy, với phòng hát gia đình chúng ta để loa chân như này thì quá tốt rồi. Và hiện tại thì em sẽ báo giá cũng như là review chi tiết cho anh em những cái dòng sản phẩm chân loa bên em đang bán nhé. Ở bên tay trái đây, các bác đã được nhìn thấy đây, thì bên em hiện tại đang có loại 1m3 và 1m6. 1m3 ở bên phía bên đây. Đây 1m3 đây các bác nhé, và 1m6 đây này, cao hơn một chút. Giá thành thì em báo luôn, 1m3 chân sắt bên em đang bán giá là 430.000 bao ship cho anh em. 1m6 là 480.000. Đấy, bao ship cho bác anh em toàn quốc rồi, nên là anh em đặt hàng cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại bên em thôi. Về cái phần chân sắt thì nhìn khá là cứng cáp các bác nhá. Nếu anh em làm thích sự mạnh mẽ và cứng cỏi thì chúng ta sử dụng cái chân sắt mét 3 mét 6 như thế này. Bên trong thì sẽ phụ kiện sẽ bao gồm là một giá bằng nhựa cứng này để anh em để loa đứng loa nằm này. Đấy, thậm chí nếu như anh em sử dụng loa đứng mà có lỗ ấy, thì chúng ta cắm trực tiếp qua cái phần bên trên này, sẽ có cái thành phần trục cao su các bác nhé. Đấy, em cũng cắm trực tiếp đây, em không để cái giá nhựa này nữa thì em sẽ cắm trực tiếp vào những cái dòng loa mà có lỗ ở phía dưới đấy, anh em cắm trực tiếp. Một vài anh em nếu như sử dụng cái lúm cao su này mà nó hơi bị chật so với cái dòng loa của bác, nhiều dòng loa thì nó có lỗ to lỗ nhỏ tùy thuộc vào những cái dòng loa bác đang sử dụng. Nếu như anh em sử dụng mà cái lỗ loa của bác ấy hơi bé thì chúng ta không nên sử dụng cái cao su này nữa, chúng ta chỉ cần lấy cái lớp cái băng keo băng dính đen băng dính điện đấy bác, chúng ta quấn quanh vào đây, chúng ta bỏ cái lớp cao su đi, chúng ta quấn quanh vào đây. Nếu trong trường hợp anh em sử dụng những cặp loa mà có lỗ nó bé đấy thì anh em quấn cái lớp băng dính điện vào đây là được. Chúng ta cho vào lỗ loa để nó tránh trường hợp là nó bị chảy xước cái phần lỗ loa của bác đấy. Và hơn nữa thì với cái bộ sắt như này thì khá là khỏe mạnh, qua bên em chưa phòng hát gia đình chơi cặp này thì nhìn nó mạnh mẽ hơn. Và anh em nào thích sang thì chúng ta sử dụng những cặp loa cặp chân loa bằng inox các bạn đây, màu inox thì nó màu sáng màu sang rồi, đi chơi phòng hát gia đình là chúng ta chơi màu này thì nó sang trọng, vẫn rất là cứng cáp các bác nhá. Tuy rằng thì so với sắt thì nó không cứng mà bằng sắt được, nhưng mà anh em để những cặp loa 30-40 thì thoải mái rồi, không bao giờ bị no là nó bị gãy chân hay là nó yếu cả, bởi vì chân này của nó khá là cứng đấy. Chân loa sắt inox thì bên em có hai loại, 1m3 và 1m6 đây. Đây 1m3 đây các bác nhìn đấy, chân này, chân 1m3 thì cái phần đế dưới nó thấp hơn, một chân 1m6 nó cao hơn hẳn đấy các bác, có thể kéo ra kéo vào được nhé, và kéo cao nhất lên thì sẽ là được 1m3 đây. 1m3 thì cũng khá là cao rồi, còn 1m6 thì cao hơn nữa. Và có phần chốt đây các bác nhé, cái đinh chốt này chúng ta cần chốt vào những cái điểm mà chúng ta cảm thấy là để nó vừa vặn nhất thì chốt như này thôi. Và chúng ta để lên cao 1m3 này, 1m6 thì phần chân nó cao hơn, nhìn nó đứng dáng đứng đẹp hơn. 1m3 là 480.000 inox các bác nhé, và 1m6 là 550.000, và bên em đã bao ship toàn quốc cho anh em rồi, có tặng đầy đủ cái phần giá ca nhựa cứng này. Đấy, cái này rất chắc chắn nhé, anh em để loa đứng loa nằm đều được, và để những cái dòng loa bát 20, 25, 30, 40 đấy, bên em thì cũng để luôn thiết kế luôn một con bát 30 đây. Đó, con này có thể là gần 20 cân, cái loa này của em gần 20 cân, và để loa rất chắc chắn này, anh em mà để loa lên cái khay nhựa kia nữa thì còn chắc hơn nữa đấy. Và anh em sử dụng những cái dòng loa vào mục đích khác nhau, chân loa này vào mục đích khác nhau thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em để nhận đặt hàng. Thì em báo lại một lần cuối cùng cho anh em, bên em đang bán hai loại chân sắt ở bên này đấy, với kích thước là 1m3 và 1m6. 1m3 chân sắt là 430.000, 1m6 là 480.000, trong đó thì bên em bao ship toàn quốc, tặng thêm là một lúm cao su này và một giá đỡ bằng nhựa cứng cao nhá. Đấy, nhựa cứng đây đấy, để cho anh em để loa đứng loa nằm. Còn bên tay phải em đây là inox loại 1m3 480.000, loại 1m6 là 550.000. Anh em có thể để tất cả các loại loa phòng hát gia đình 30, 25, 40 thoải mái, và để loa đứng loa nằm đều được các nhá. Đấy, và số điện thoại bên em là 0979 629 336. Anh em nào muốn mua chân loa giá tốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em.